Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Canxi Osteocare Original. Canxi Osteocare Original được biết đến là sản phẩm bổ sung thêm canxi, magie, vitamin D3, kẽm cho cơ thể. Từ đó hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, thoái hóa khớp. Vậy Canxi Osteocare Original có thực sự tốt như lời đồn? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Chaibank để biết thêm chi tiết. Giới thiệu một số thông tin về Canxi Osteocare Original. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm giúp bổ sung canxi. Ví dụ ở nhiều dạng khác nhau như dạng nước, dạng viên nén, viên nang. Tuy nhiên trong đó Canxi Osteocare Original vẫn được ưa chuộng và phổ biến nhất hiện nay. Sản phẩm này có nguồn gốc từ nước Anh, phù hợp cho các đối tượng người lớn và trẻ em ở độ tuổi trên 3 tuổi. Canxi Osteocare Original được tin dùng rất lớn ở thị trường châu Âu, ngoài việc cải thiện và bổ sung thêm canxi thì nó còn chứa cả vitamin D3. Từ đó giúp hấp thụ tốt kẽm, magie, tăng sức đề kháng và sức dẻo dai của mỗi người. Canxi Osteocare có hương vị rất dễ uống, phù hợp cho mọi đối tượng và rất an toàn cho sức khỏe. Công dụng của Canxi Osteocare Original. Canxi Osteocare Original được ưa chuộng bởi các công dụng nổi bật như sau: cung cấp thêm canxi giúp cho hệ xương và răng được chắc khỏe. Canxi Osteocare Original dạng nước giúp cung cấp một lượng canxi lớn, từ đó giúp xương của bạn thêm chắc khỏe, không còn đau nhức và yếu nữa. Ngoài ra sản phẩm còn giúp răng của bạn thêm chắc khỏe, trắng sáng. Bạn có thể tận hưởng những món ăn mình thích mà không sợ những vấn đề về răng hay xương của mình. Sản phẩm giúp bổ sung vitamin D3, từ đó hấp thụ canxi tốt hơn. Ngoài việc cung cấp canxi thì Canxi Osteocare Original còn giúp bạn hấp thụ canxi tốt hơn. Việc hấp thụ canxi ngoài sử dụng các thực phẩm chức năng thì bạn cũng phải kết hợp ăn uống. Cơ thể bạn luôn yếu ớt và mệt mỏi, nguyên nhân là do xương của bạn bị yếu ớt, cơ thể không hấp thụ được canxi. Chính vì vậy việc bổ sung canxi bằng cách ăn các thực phẩm giàu canxi vô cùng quan trọng. Kết hợp bổ sung canxi và vitamin D, kẽm, magie với hàm lượng hợp lý giúp hỗ trợ sức khỏe của xương. Canxi nước Osteocare Anh giúp bổ sung vitamin D3, từ đó tăng cường hấp thụ canxi vào cơ thể. Magie và kẽm có trong sản phẩm này sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời tăng cường sức khỏe cho xương. Thành phần dinh dưỡng trong Canxi Osteocare Original bao gồm như sau: vitamin D, D3 150 IU, chứa 3,8 mg. Vitamin D này giúp chuyển hóa canxi thành dạng cơ thể có thể hấp thụ được, từ đó lượng canxi được hấp thụ tốt hơn trong đường ruột. Tác dụng là giúp chống còi xương, hình thành các lớp bảo vệ xương, từ đó giúp xương chắc chắn và chống khả năng loãng xương thật hiệu quả. Canxi chứa 300 mg có vai trò giúp duy trì và phục hồi các hoạt động tim mạch, điều hòa lượng đường huyết trong máu, huyết áp được ổn định và ngăn ngừa được triệt để táo bón hiệu quả. Magnesium chứa 150 mg, kẽm chứa 6 mg kẽm Zn. Tác dụng của chất này giúp tăng khả năng ghi nhớ, nuôi dưỡng xương và tóc chắc chắn, bảo vệ mắt, giảm các nguy cơ về thị lực của mắt. Ngoài ra kẽm chính là chất quan trọng giúp da rẻ thêm mịn màng, các bộ phận như răng, tóc luôn được khỏe mạnh, nội tiết NaCl cân bằng, từ đó phòng chống được nhiều bệnh tật nguy hiểm như tiểu đường và yếu sinh lý. Ý kiến, đánh giá về sản phẩm là băn khoăn của rất nhiều người khi muốn sử dụng sản phẩm Canxi Osteocare Original. Một sản phẩm tốt phải là phải được nhiều người sử dụng đánh giá chất lượng, chứ không thể dựa hoàn toàn vào thông tin một chiều của nhà sản xuất. Những đánh giá của người dùng chính là câu trả lời khách quan nhất. Chị Phạm Nga, Hải Dương chia sẻ: mình đã bước vào tuổi trung niên nên gặp rất nhiều vấn đề về xương khớp. Khi thời tiết không thuận lợi mình hay bị nhức xương khớp. Mình đi khám bác sĩ nói mình đang bị thiếu canxi, từ đó dẫn đến các hậu quả như loãng xương. Nếu không khắc phục sẽ bị thoái hóa cột sống. Mình đang rất lo lắng nên về đã bổ sung canxi theo đúng chỉ định của bác sĩ. Gần đây mình còn biết đến Canxi Osteocare Original. Sau thời gian khoảng 2 tháng sử dụng, mình thấy vấn đề về xương khớp được cải thiện rất nhiều, sức khỏe từ đó cũng tốt lên trông thấy. Chị Kiều Tiên, Bình Định cũng có chia sẻ, sản phẩm này về chất lượng nói chung là tốt, không có tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn giúp tăng cao sức đề kháng. Mình mua cho gia đình và bản thân mình, dùng đều rất tốt. Ưu điểm nổi trội của thuốc đã được khoa học chứng minh như sau: Canxi Osteocare Original có nguồn gốc xuất xứ từ Anh, nó giúp bạn bổ sung rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Sản phẩm bổ sung canxi dưới dạng nước giúp hệ xương và răng vô cùng chắc khỏe. Thành phần của sản phẩm hoàn toàn tự nhiên nên có mùi thơm hoa quả rất dễ uống và dễ sử dụng. Sản phẩm với thành phần hoàn toàn tự nhiên có mùi hương thơm hoa quả cho bạn dễ uống, dễ sử dụng. Không chỉ cung cấp mỗi canxi mà Canxi Osteocare Original còn cung cấp các chất dinh dưỡng khác cho cơ thể, giúp bạn có một sức khỏe hoàn hảo nhất. Ưu điểm nổi bật nữa của sản phẩm là dạng nước nên rất dễ sử dụng, dễ uống, dễ sử dụng, không quá khó uống như thuốc hay viên ngậm khác. Đối với trẻ trên 3 tuổi,
Sản phẩm có chiết xuất hương cam nên rất dễ uống và rất hấp dẫn. Trong sản phẩm không có các chất như gluten, màu nhân tạo, đậu phộng, lactose. Sản phẩm này còn đặc biệt tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh, phụ nữ đang mang thai, cho con bú và người già. Khi người già dùng Canxi Osteocare Original sẽ giúp kéo dài sự vững chắc của xương và giúp vận động đi lại rất dễ dàng. Như vậy trên đây là tất cả các thông tin về sản phẩm Canxi Osteocare Original. Hy vọng các bạn sẽ tìm được loại thuốc phù hợp để bổ sung lượng canxi cần thiết cho cơ thể. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.